Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Money Tree Podcast. Đây là nơi mà mình và các khách mời chia sẻ những góc nhìn đa chiều về tài chính cá nhân và đầu tư. Các bạn nếu quan tâm ý, có thể ghé thăm trang web moneytree.com.vn để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích. Và chủ đề ngày hôm nay nó đến từ câu chuyện cách đây khoảng vài năm mà mình uh, có trải nghiệm. Đó là uh, nhân một cái buổi học lớp đại học của mình khoảng 10 năm. Thì uh, có một đứa bạn đại học Uh, mình thấy đứa bạn đến một buổi họp lớp uh, trên một con xe xe hơi rất là hoành tráng và cả lớp kêu wow khô cool. và rồi sau này tụi mình phát hiện ra là cái chiếc xe đó không phải là chiếc xe hơi của bạn mà bạn mượn của anh sếp ở uh, chung chỗ làm để đến cái buổi họp lớp đó và rồi mình uh, uh, tự hỏi đó là mình nhìn cuộc sống giản dị đến mức tối thiểu của tỷ tù, phú Mark Zuckerberg anh ấy đi họp và uh, từ thứ hai đến thứ thứ sáu và làm những công việc rất thường nhật chỉ về, chỉ bằng một cái áo thun cổ lọ và mình tự hỏi là hay chuyện gì xảy ra thế này cái người giàu thì họ ăn mặc rất là giản dị còn những cái người mà trẻ chưa có gì cả thì lại rất là để ý đến hình thức bên ngoài vậy rốt cuộc người trẻ đang làm giàu hay làm màu thì uh, theo chị dương cái góc nhìn của chị về cái xu hướng uh, hiện tại làm màu làm giàu nó như thế nào xin chào cường chào các bạn đây là một cái chủ đề mà cũng rất là hay ờ, nhưng mà các bạn cường vừa so sánh một người bạn trẻ là 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 những thế hệ của cường còn có trẻ hơn rồi em lại so sánh với mark zuckerberg nữa thì mark zuckerberg cũng là người trẻ mà à, làm sao mà đã nghĩ rằng là những người như thế hệ như mark zuckerberg thì giản dị còn còn chúng ta là những người trẻ hơn thì lại là chú tâm và làm máu ờ, thì cái đấy chúng ta cũng phải suy nghĩ lại Uh, ngay cả cái chủ đề ấy, mà Cường nêu lên ấy, Cường có thấy không là làm giàu hay làm màu nó đã có một cái sự định kiến rất là lớn rồi nó đã có một cái sự phân biệt phân biệt ở đây là gì thứ nhất là uh, chúng ta khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi đấy lên mặc định chúng ta đang đặt cái sự làm giàu và làm màu để nó ở hai chiến tuyến và nó đang uh, đối trọi với nhau tức là anh mà làm màu thì anh đừng hòng đừng, đừng có mong mà bị giàu mà giàu có đúng không? Mà anh muốn giàu có thì anh đừng có làm màu. Đó, đấy thì, um, thì, thì, thì đấy là định kiến thứ nhất. Cái định kiến thứ hai là riêng ngay cả cái từ làm màu ấy nó đã phản ánh một cái sự tiêu cực uh, của của cái từ đó rồi. Cho nên bây giờ trước khi mình thảo luận thì chỉ nghĩ mình nên định nghĩa lại một chút xíu là cái từ làm giàu ở đây tạm hiểu để cho hai cái từ nó phe với nhau, đúng không? Thì thứ nhất là mình tạm hiểu ở đây làm giàu là cái việc mà chúng ta À, sống một cái cuộc sống giản dị không tiêu hoang à, để mà à, để mà tích lũy đúng không? để mà dành thời gian không tiêu hoang và không tốn thời gian vào những cái việc à, hơi hình thức chút xíu để mà tập trung vào việc tích lũy làm giàu tạo tài sản. Còn cái từ làm màu ở đây nếu mà hiểu một cách à, neutral một cách trung lập á thì là cái việc để ý đến hình thức cái việc mà mình vun đắp cho cái hình thức của mình, vun đắp cho cái cái bề ngoài cũng như là vun đắp cho cái cái lời ăn tiếng nói của mình để nó thể hiện cái nội dung của mình thì thì đấy là cái ý nghĩa của cái từ làm giàu làm màu mà nó tạo được một cái cán cân cho cái cuộc thảo luận. chứ còn nếu mà ngay lập tức ngay từ đầu mà chúng ta đã nói làm giàu hay làm màu rồi thì rõ ràng là cái cán cân nó nghiêng về cái từ làm giàu thì theo chị nó cũng không nó không phe Ừ, em thấy là 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 khi mà mình định nghĩa lại thì có vẻ như là cái cán cân của nó nó đã cân hơn rất là nhiều rồi thì uh, sau cái định nghĩa lại thì em mới giật mình nhận ra là thực ra là là mình hồi xưa cũng vậy thôi em mới coi lại những cái tấm hình hồi xưa lúc mình mới bắt đầu đi làm thì thực ra em vẫn khoác trên mình những cái cái thứ đắt tiền lên người là mình mua một đôi giày xịn rồi mình mua một cái áo sơ mi rất là chỉnh chu để mình để mình khoác lên người và cái em thấy nữa đó là đó là sau 10 năm thì mình vẫn là mình thôi nhưng mà những cái thứ mình khoác lên người chỉ là những cái thứ rất là rất là đơn giản uh, bình thường thì cái đó là cái em thấy là là một cái sự chuyển dịch rất là lớn của mình trong trong 10 năm vừa qua dạ yeah. à, chị thì chị uh, vẫn nghĩ là cái việc mà uh, làm màu á là một cái việc khá là khá là cần thiết uh, vì cái, cái, cái việc làm màu đấy á, nó nếu mà hiểu một cách tích cực gần như là hình thức quyết định nội dung hay nội dung quyết định hình thức thì hai cái nó phải tương đồng với nhau Thì nếu mà cái nội dung của mình tốt mà cái hình thức của mình nó không phản ánh được ấy, thì mình bị mất rất là nhiều cơ hội à, Cho nên là à, kể cả khi mà mình là một người trẻ như là 10 năm trước của Cường lẫn đến bây giờ Thì cái việc mà em thể hiện cái hình thức của mình là một cái sự khẳng định bản thân Uh, thì theo chị là 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 đấy là việc hoàn toàn nên làm uh, quan trọng nhưng mà cái nhưng mà đương nhiên là cái màu sắc của em 10 năm trước so với màu sắc của em bây giờ nó đã khác nhau rồi dụ như 10 năm trước thì màu sắc của em là là bảy màu còn bây giờ thì màu của em nó sẽ lơn thuần chỉ là trắng đen hoặc là màu nâu thôi hoặc là màu xanh thôi chẳng hạn nếu đấy là màu của em thích thì cái việc mà chuyển biến đấy Uh, nó là điều bình thường và điều gần như là một cái sự đương nhiên. Có một một số người thì ngày xưa chỉ màu trắng đen thôi, uh, nhưng mà vì sau này họ lại chuyển thành bảy sắc một cùng là bảy màu thì cũng có cũng đấy là một cái sự khi mà họ họ nhảy vào cái thế giới thời trang nhảy vào cái thế giới hình thức về thế giới làm đẹp và thấy rằng là à tôi mê cái này quá và tôi 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 thích cái này thì chị nghĩ việc này cũng hoàn toàn là bình thường miễn là cái hình thức và cái nội dung của em nó có một cái sự đồng nhất tức là bên ngoài em bảy màu thì bên trong em cũng bảy màu bên ngoài bảy màu thì dễ hiểu rồi nhưng mà bên trong bảy màu là gì em em ở ngoài ra ngày đường như thế nào thì em ở nhà em cũng phải như vậy em ở công sở em cũng phải như vậy chứ không thể nói rằng là tôi trong ngày đường thì tôi khoác một cái bộ 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 áo thật là đẹp lộng lẫy xong về nhà thì nó như là một cái cái ổ như là cái ổ như thời sinh viên trong khi đó là 10 năm sau mình đã khác rồi ừ. đúng không à, hoặc là ở ở văn phòng thì tỏ ra lịch thiệp nhưng mà đi về nhà thì lại là một cái người rất là thô lỗ thì ừ. cái sự mà inconsistent cái sự mà thiếu tính đồng nhất giữa hình thức và nội dung á giữa những cái lúc mà mọi người nhìn thấy và cái lúc mà người ta không nhìn thấy á thì cái đấy nó nó nếu mà làm màu để che đậy thì là một cái xứ mà chị rất là kịch liệt phản đối nhưng ừ. mà nếu mà em làm màu để thể hiện được cái nội dung của mình để thể hiện để mọi người hiểu được cái bản chất của mình ừ. để mọi người thấy được những cái đẹp của mình thì chị nghĩ là đấy đấy là một cái điều đương nhiên là tuyệt vời và nó hoàn toàn không đối trọi gì với cái việc làm giàu cả và mình không thể nào mà lấy cái việc này ra để phê phán giới trẻ là giới trẻ bây giờ các bạn lo làm màu và các bạn không lo làm giàu được thì theo chị là một cái sự một cái sự phân biệt một cái sự đánh giá với cả người trẻ ừ. à, thì cái đó là cái 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 không nên ừ. nhưng đúng là chị theo chị thì giới trẻ thường có xu hướng là họ thể hiện cái hình thức của mình đẹp hơn cái hơn cái mà thực sự họ có hơn cái mà thực sự họ 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 khi mà người ta không nhìn thấy mình ấy họ có, họ họ thể hiện ừ. uhm, thì cái đấy là cái cái đấy là, cũng là cái dễ hiểu tại vì giới trẻ là đang trong cái quá trình mà thay đổi phát triển và trưởng thành và tìm tìm đi tìm chính mình có khi là phải mất 10 năm như cường mới tìm ra ừ. đúng không thì uh, cái đấy cũng là là cái điều dễ hiểu thôi ừ. cho nên là uh, chị nghĩ là uh, cái việc làm màu là một cái việc nếu mà hiểu một cách tích cực và hiểu một cách cách đúng thì nó là một cái rất là nên làm ừ. và cái làm màu này thực sự nó sẽ bổ sung cho cái việc làm giàu của các bạn rất là ừ. rất là rất là tốt chứ ừ. hoàn toàn nó không có đối chọi ừ. với cái việc là anh phải tiết kiệm anh phải hà tiện anh phải anh phải anh phải, anh phải giản dị anh phải sống tối thiểu anh ừ. phải sống tối giản thì anh mới có thể làm giàu được thì theo ừ. chị nó không đúng ừ. nó không đúng nó là một phong cách ừ. nó là một cái sự lựa chọn ví dụ đúng là ví dụ như chị bây giờ chị đang lựa chọn một cái lối sống tối giản tại vì nhưng không phải vì mình không muốn làm giàu mà màu hay là mình không thấy mình ấy nhưng mà mình 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 không có cái nhu cầu này nữa ừ. và mình và mình không muốn dành thời gian cho cái việc đấy nữa mình muốn dành thời gian cho việc khác ừ. à, không phải việc làm dậm làm làm giàu và mình muốn dành thêm cho những cái thời những cái việc khác thì thì đấy là cái sự lựa chọn nhưng đấy không phải là con đường duy nhất ừ. thì đấy là cái quan điểm của chị. Ừ. Hay quá. Thì lúc mà mình bắt đầu mình trò chuyện với nhau em bắt đầu em cảm giác thấy cái từ làm màu thực ra là cái từ nếu mà mình hiểu một nghĩa trung tính á thì mình bắt đầu hiểu là làm màu thì là thực ra là cả chúng ta hoặc là các bạn à, mình phải xác định rất rõ vậy thì cái màu của mình là màu nào ví dụ bạn là màu xanh bạn là màu đỏ bạn là màu đen hay trắng thì mình phải à, như chị Dương vừa nói là mình phải hiểu rất rõ là cái màu của mình là như thế nào nhưng mà lúc đầu thì thường là mình à, thời gian đầu tiên đi em là một đứa là cũng chưa biết mình là ai mình mạnh cái gì mình yếu cái gì thì mình đúng nghĩa là là hôm nay là mình màu trắng ngày mai mình màu đen hôm hôm khác nữa là mình là màu xanh thì mình ở trong cái giai đoạn là mình mình tìm hiểu về bản thân mình và thực ra là cái màu nào mới là màu phù hợp với mình cũng như trong đầu tư cũng vậy đúng không chị lúc đầu mình cũng chẳng biết là Ồ, cái kênh đầu tư này có hợp với mình hay không mà mình phải mò mẫm rất rất lâu để mình ra được cái 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 bản ngã của mình và cái màu phù hợp với mình thì đến đây thì em mới mới tò mò thêm cái nữa nhân câu chuyện của bạn Tiến ấy. Bạn Tiến hôm hôm trước là em có gửi tin nhắn đó chị coi cái cái, cái cái chương trình hay quá em kêu ừ. là chị Dương ơi, ừ. coi clip này đi và chị ừ. coi từ phút thứ 40 thôi nghe. Ừ. À, cái này mới hay nè, chị ừ. Dương kêu là ồ. Thế thế không phải là nên coi từ khúc trước hả? À? Ừ. Tại vì em đã che đi là cái đoạn trước đó trước khi ừ. cái chương trình giới thiệu của của Remaps ừ. thì là cái phần giới thiệu của bạn Tiến. Ừ. Thì một phần giới thiệu em thấy là cũng lúc đó em cảm thấy là ồ He color bạn ấy ừ. chỉ làm màu rất là hay. Ừ. Thì khi mà em mình trò chuyện, em bắt đầu nghĩ lại ừ. với case study của bạn bạn uh, Huỳnh Vũ Tiến, ừ. một bạn lên sách tăng và gọi vốn 5 tỷ cho 25% cổ phần khi cái ý tưởng đó, khi cái quán cà phê đó của bạn thậm chí còn chưa hình thành. Ừ. Nhìn kêu hay, He makes color. ừ. Thì hôm nay lúc mà mình trao đổi với nhau về chủ đề làm màu, em bắt đầu ừ. nhìn lại là, ô oh, thực ra là bạn này hay chứ, ừ. trước khi lên sách tăng thì uh, thì như sách bình có nói một từ khóa cũng rất là hot là là sách bình chỉ kiếm được là có hai bài báo viết về bạn ừ. và sau khi lên sách tăng thì em mới sợ hồi nãy với cái tên là huỳnh vũ tiến ừ. thì có đến 15,7 triệu ừ. lượt uh, từ khóa có liên quan tới bạn ấy ừ. thì thực ra là hay it's good ừ. trong cái việc mà uh, ví dụ đi là cả hai người uh, ừ. đến cùng một cái buổi phỏng vấn Ừ. và 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 cả hai đều có năng lực tương tự như nhau ừ. mà bạn nào mình cũng từng đi phỏng vấn rất là nhiều ừ. thì uh, thì mình sẽ có cảm tình hơn với những cái bạn mà uh, có ngoại hình chỉnh chu hơn ừ. uh, và bạn share được những cái thứ mà bạn làm thì, ừ, đó thì là ở đây cường đang uh, cường đang uh, đang chuyển dịch từ cái 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 việc làm màu từ cái việc là 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 là, là hình thức uh, là cái hình ảnh sang một cái làm màu cấp độ cao hơn là à là, là là nói đúng không thể hiện bằng ngôn ngữ à, thì thì đương có những cái người rất là nhiều có người có khả năng đó bạn bạn này thì thực ra chị không biết giả sử là những cái câu chuyện của bạn ý và những cái gì mọi người mọi người đang nói là đúng tức là bạn ý đang đi gọi vốn một cái quán cà phê mà thực ra nó còn chưa chưa hình thành và đấy là điều điều rất là bình thường khi em gọi vốn thì một cái quán cà phê không hình thành hay một cái đấy là một cái em gọi vốn từ khi nó là một cái business idea thì là điều rất là bình thường à, và 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 khi nó là ideas thì em hoàn toàn em có thể nghĩ nó nó kiếm được một tỷ một ngày em hoàn toàn hoặc là một trăm triệu một ngày tùy vào cái khả năng của của em à, nhưng mà chỉ thứ nhất là chị nghĩ là bạn ấy fail chị cường thì nó là bạn ấy đang rất là thành công vì là uh, bây giờ bạn ấy đã có 15 triệu search và nói với bạn ấy Um, thì, thì, thì về góc độ của chị thì cái việc mà người ta sở chuyển mình nó cũng không uh, đối với chị nó không phải là có ý nghĩa uh, có thể đối với các bạn thì có là ý nghĩa đối với chị không tại vì sao tại vì là bạn đến mục đích của bạn đi raise fund thì rõ ràng là bạn ấy đã fail Thì bạn không thuyết phục được người ta rằng là bạn ấy kiếm một tỷ một tháng thực ra là bạn không thuyết phục được tại vì nếu mà bạn ấy thuyết phục được thì người ta đầu tư ở bạn ấy rồi đúng không thì chị nghĩ là cái việc mà bạn ấy dùng ngôn ngữ để bạn ấy làm màu cho cái business ideas của bạn ấy trong trường hợp này là bạn ấy fail và chị nghĩ là bạn ấy fail là bởi vì cái màu ở bên ngoài của cái quán cà phê đó cái business ideas đấy nó không phù hợp với cái thực chất của cái Um, cái cái mà bạn ý có cho cái quán cà phê của mình cho cái chuỗi cà phê của mình um, thì đấy là cái mà mà rõ ràng là nó quay lại cái lúc đầu của mình ấy là mình phải mình phải thể hiện những cái gì mình có chứ còn nếu mà mình thể hiện những cái gì mình đang cố là một cái người khác mình đang cố um, cho nó to lên uh, thì uh, thì rồi người ta cũng sẽ biết ừ. người giỏi thì cái người những người khác biết đấy sẽ trễ hơn ừ, còn ừ. người mà không giỏi thì ngay lập tức là người ta sẽ biết à? Ừ. tức là cái người mà muốn làm màu đấy không giỏi ngay lập tức người ta nhìn ừ. người ta cũng sẽ biết à? khi mà em đi vội vốn đương nhiên là em phải vẽ một bức tranh đẹp rồi em đương nhiên cái màu sắc đấy là một màu hồng rồi à, thế nhưng mà thế nhưng mà người ta sẽ nhìn những cái khía cạnh khác người ta sẽ không thể nhìn cái gì em nói người ta nhìn cái cái những cái gì em đã làm người ta nhìn nhìn cái nội lực của em nhìn những người xung quanh của em đúng không? thì 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 thì, thì em em không thể nào mà em vẽ một bức tranh màu hồng trong khi đằng sau thì nó 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 toàn màu đen được đằng ừ. sau nó có màu đen nhưng nó phải có màu hồng nó phải có những cái những những ừ. cái thứ khác để để cổ vũ để support cho cái màu hồng ấy của em ừ, ừ. thì thì nó mới nó mới thể hiện được ừ. đấy cho nên là quay về là em em làm màu đến mức nào nữa thì em cũng phải có nhưng cái bên trong của em ừ. thì nó mới lâu bền và và mới đi lâu dài được. Hay nói cách khác là mình cũng phải là 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 bên cạnh cái việc mà mình làm màu phù hợp với là mình ừ. thì mình cũng phải trau dồi cái nội dung của mình để nó tương xứng với lại cái thứ mà mình thấy nó bên ngoài. Thì ừ. em lại kể tiếp câu chuyện của bạn Tiến thì lúc đầu là 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 những cái từ khóa rồi bạn ấy rất là hot. Nhưng mà chỉ cần những cái người giống như chị Dương nói những cái người giỏi họ nhìn ra ngay, họ đánh hơi được ngay bằng những câu hỏi hay là với cái quá trình mình làm việc với các bạn đi à, có những bạn là là cv thể hiện rất là hoành tráng trong buổi phỏng vấn rất là rất là hay bạn trả lời những câu hỏi rất là gọn ghẽ xúc tích và có rất là nhiều kinh nghiệm à, và rồi sau khoảng 2 tuần sau khoảng 3 tuần khi mà mình bắt đầu mình làm chung với dự án khi mình bắt đầu mà hỏi kỹ hơn thì giống như chị hay nói là là cái kim trong bọc thì nó cũng sẽ lòi ra mình sẽ biết là ồ thực ra là những cái thứ bạn nói có đúng hay không và những cái tài năng mà bạn bạn kể thực ra chính xác hay không thì phải bồi đắp cả hai. thì nhưng mà đến đoạn này thì em lại băn khoăn chút xíu là rõ ràng là có một số ngành đi uh, thì 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 họ lại không có nhu cầu để họ làm màu. thằng bạn thân của anh, tuổi của em là một cái đứa mà uh, rất là bình thường, nó cũng nó làm cho một công ty dầu khí, uh, làm cho Schlumberger một công ty dầu khí, suốt ngày nó chỉ đi dàn thôi. thì nó là một cái đứa uh, bình thường. Uh, dù nó rất là giỏi trong suốt khoảng mười mấy năm đi làm nó là một đứa mà uh, lúc nào cũng bận một cái quần jean một chiếc áo thun và suốt mười mấy năm vẫn đều đặn như vậy và nó, nó rất là giàu nó là một trong những đứa giỏi nhất giàu nhất ở trong lứa đại học của tụi em thì có phải chăng là một số ngành uh, thì họ phải make color họ phải họ phải trau dồi cho cái bên ngoài của họ và một số ngành thì cái việc này là việc kém cần thiết hơn Đương nhiên rồi, đương nhiên là cái việc mà mỗi một cái ngành khi mà cái ngành nào mà càng cần tiếp xúc đến con người nhiều á, càng cần giao tiếp nhiều thì đương nhiên cái nhu cầu mà tạo ấn tượng nó sẽ phải nhiều hơn một số những cái ngành mà em suốt ngày em chỉ ngồi máy tính hoặc là em suốt ngày ngồi làm việc với máy móc. À, thì cái đấy là điều, điều điều không 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 có gì phải bàn cả. Tại vì bản chất em làm màu là em muốn làm màu với người khác mà phải có người thì em mới mới có thể mới có thể thể hiện cái màu sắc của mình được chứ. Các bạn em thì trước này đi ra giàn khoan thì 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 đương nhiên là cái việc mà người ta cũng không có nhu cầu phải 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 làm việc đấy thì chị thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trong trường hợp của bạn em, ý, cái việc làm màu ấy nó không phải là quần áo, nó có thể là cái sự nó có thể là sức khỏe cái thứ nó thể hiện trên là em nếu mà em suốt ngày em đi ra giàn khoan mà em không khỏe chẳng hạn thì em lấy đâu ra làm sao sếp em có thể dám giao cho em được cái việc đấy được đúng không một cái thằng mà cứ uh, ất ơ ất ơ lúc nào cũng uh, cũng mệt mỏi thì làm sao mà đi được thì cái việc làm màu của bạn ấy là phải thể hiện là bạn ấy là một có cái cơ thể cái cường tráng một cái tinh thần nó thể hiện ra một cái nét mặt hồng hào lúc nào cũng, 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 cũng tinh thần là tôi như đâu you know, on the way on the go tức là lúc nào cũng là đang đang đi đúng không thì rõ ràng là người sếp người ta không nói ra thậm chí người ta không nghĩ về cái việc đấy nhưng mà cái ấn tượng về cái bạn này đây là một cái người mà có tinh thần, có cái thái độ, có cái sự thể hiện bên ngoài là rất là tích cực và rất là chịu khó đi thì 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 rõ ràng nó sẽ thể hiện cái sự thăng tiến của bạn, nó nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng sự thăng tiến của bạn à. Còn bạn là một cái người mà mà cứ ù lì rồi lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng bảo đi thì cũng không muốn đi rồi rồi đi đi lại thì lẹt quả lẹt quẹt đi một cái đôi dép lẹt quả lẹt quẹt thì đương nhiên là chỉ nghĩ là một hai một đi một lần hai lần vài lần thôi xếp người ta sẽ không muốn giao nữa và người ta sẽ 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 tìm một cái người khác để đi ừ. cho nên là ở mỗi một cái 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 môi trường là môi trường đấy bạn có giao tiếp với con người nhiều hay không và cái 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 màu á cái màu đấy nó được thể hiện ở nhiều cách khác nhau chứ nó không phải là anh phải có một cái túi xịn anh phải có một quần áo xịn anh phải đánh son phấn thì đấy mới là là màu không phải nó thể hiện ở cái á, Tóc tai của bạn nó thể hiện ở cái dâu của bạn nó thể hiện ở cái làn da của bạn bạn nó bạn bạn khỏe mạnh thì làn da của bạn khỏe mạnh đúng không bạn chịu khó đi nắng thì làn da của bạn dám nắng nó thể hiện ở nhiều thứ lắm đúng không nó thể hiện ở đôi mắt nhiều lắm và và nó, ở những cái cơ thể của mình thì càng ngày nó càng nó càng có cái chiều nó càng phản ánh được đúng cái chiều sâu của mình hơn đó thì thì theo chị cái việc là màu đấy nếu mà đúng thì thực ra nó đâu có tốn kém đấy và 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 vì nó không tốn kém cho nên nó không thể nào mà nó nó đối chọi và không thể nào nó mâu thuẫn việc làm giàu được nó phải bổ sung cho cho cái việc làm làm làm, giàu đó yeah, thì đến đoạn này em 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 lại muốn 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 share thêm một cái nữa là thực ra kể cả chị lẫn cả em á lạ lắm có những cái người mà họ share về tài chính cá nhân đi cái này không muốn so sánh đâu nhưng mà có những người em để ý thấy Uh, đó là thực ra là họ có những cái uh, những cái khoản đầu tư như NV có thể thấp hơn mình. Nhưng mà lượt views rõ ràng đi, lượt views rồi lượt followers của họ cao hơn mình rất là nhiều lần. Và chị với em là hai cả là hai cái người mà mình mình sống đơn giản hơn, mình cũng ít share lên mạng xã hội. Thì đó cũng là một cái thứ mà em nghĩ là là mình cũng cần phải học từ những cái bạn kia. Ừ. Ừ. Đúng uh, đúng, tức là mình cũng cần phải học cái học cái 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 việc làm màu. À, đúng không để 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 hỗ trợ cho cái công việc của mình yeah. chứ còn nếu không thì người ta không biết được đúng không ừ. không la lên thì ai biết được đúng rồi. Ừ. người cũng ta cũng không đâu la biết la đâu ơ à, chị dương là ai ồ cái anh anh nói anh cường là ai vậy ừ. thì những bạn kia là nếu mà nói về kinh nghiệm nếu mà nói về về tổng tài sản rồng thì mình quan sát mình thấy là ồ bạn này cũng chui nhờ ừ. mà Uh, nhưng mà bạn ấy có những cái cách rất là hay để ừ. để nhiều người khác biết đến bạn hơn ừ. người ta phải biết mình thì người ừ. ta mới nghe mình và ừ. người ta mới mới chia sẻ ừ. uh, nên để khép lại cái podcast ngày hôm nay đó là chắc là mọi người biết là cái diễn viên đóng Hermione là Emma Watson thì Emma nói một câu rất là hay đó là uh, mặc quần áo không nhãn hiệu và rẻ tiền không có nghĩa là bạn nghèo và hãy nhớ rằng bạn có một gia đình để nuôi không phải là một có một cộng đồng để tạo ấn tượng và cái thứ hai đó là 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 bạn làm màu cũng được nhưng bạn phải hiểu rất rõ là là cái màu của bạn là màu gì và cái lý do mà bạn khoác trên mình những cái thứ đó để làm gì thì đó là cái thứ mà mình muốn nhắn gửi uh, đến các bạn trong ngày hôm nay. Và để thay cho lời kết thì uh, bạn có thể comment để chia sẻ uh, đó là vậy thì là cái cái lối sống của mình lối sống như nào và bạn chọn màu gì để thể hiện ra bên ngoài nếu bạn thấy cái podcast này hay và ý nghĩa thì uh, hai con người này cứ nói hoài nhưng không ai để ý hết lượt view cứ lèo tèo vài trăm một ngàn thì đừng ngại uh, thả một tim uh, thả một subscribe và chia sẻ để những cái nội dung này được uh, nhiều người nhiều bạn biết đến hơn rất là cảm ơn mọi người đồng hành cùng tụi mình ngày hôm nay